nấu cơm cho anh cho em. Anh nói gì vậy? Chuyện bếp núc mới là chuyện của anh chứ không phải chuyện của em. Trời ơi, anh đi làm cả ngày về rồi bắt anh nấu cơm nữa. Ủa, hay là anh muốn lịch sử lặp lại như đợt trước em nấu? Ai hai ô ô cơ ô cô y yên tờ in tin hai cô tin là hai cô tin ai ai hờ ai hai ô ô cơ ô cô y yên tờ in tin hai cô tin là hai cô tin. Chồng về rồi. Chồng ngồi đi chồng, chồng ăn đi chồng. Gì vậy? Bữa nay ngày rằm nhà mình ăn chay đó chồng. Và cái này là đông trùng hạ thảo, rất tốt cho nam giới. Chồng. Dịch vụ ga Bình Minh xin kính chào quý khách. Hello. Bếp ga nhà tôi bị hư, làm ơn qua bảo trì giùm tôi. Nó hư tùm lum tùm la à. Anh vui lòng chờ bên em khoảng 20 phút nha. Nhân viên bảo trì sẽ qua sửa chữa cho anh ngay, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của ga Bình Minh. Chào, chào, chào. Hay là anh muốn ăn đông trùng hạ thảo của em nấu? Anh ngán lắm rồi. Mà anh nhớ bữa nay là ngày gì không vậy? Đóng tiền điện. Anh vô tâm với em vậy luôn hả? Anh có biết là hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình không? Nên là em quyết định là không ăn ở nhà đâu, đi ra ngoài. Thôi ăn ở ngoài nữa hả? Anh ngán lắm rồi. Anh thèm cơm nhà lắm rồi, em nấu cơm cho anh ăn đi. Thôi giờ em coi kinh nấu ăn này đi. Thì các bạn, ngày hôm nay Nhẫn Tâm rất là vui khi quay trở lại đây giới thiệu các bạn chương trình Khéo Tay Hay Làm. Em đang coi chuyện tâm lý về khuya hai vợ chồng, tâm lý hai vợ chồng mình sống hạnh phúc nhau nhiều hơn. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Chuyện Phòng Thè. Tình yêu của con trai và con gái luôn là một vấn đề muôn thuở. Con trai luôn dễ bị lung lay trước con gái bởi sao lăn hấp bưởi ăn kèm với bánh chuối. Con chuẩn bị chảo. Lộn rồi. Chuối. Sao đâu? Con trai rất là thích điều này. Sao đó? Khoe cho nó không có xài. Tiêu chí hàng đầu của con trai khi chọn bạn gái đó là xinh đẹp, chân dài và đặc biệt là bưởi mới lửa cháy to, mới cho ra nhiều nước. Sò đông thì lửa sò ít lông thôi, lông nhiều quá khi ngấp sẽ ngại miệng. Tiêu chí chọn bạn trai của con gái đó chính là đẹp trai, cao to và tất nhiên là không lựa chú quá bé thì không đủ nhét vào khuôn, phải lựa chú vừa đủ chắc tay. Sẽ có những lúc giận hờn vô vơ khi chạm mặt nhau, con gái phải hết sức bình tĩnh lột vỏ ra rồi dùng dao đập cho đến nó nát rồi thì thôi. Nếu không nát thì bỏ vô máy xay, xay cho nó nhuyễn. Sẽ có những cử chỉ ngại ngùng e thẹn nơi công cộng, còn khi ở những nơi riêng tư thì con trai sẽ chủ động. Anh con sò ra dùng tay móc hết chất nhờn, sau đó bỏ vô nồi, bỏ bếp ga lên, đậy nắp nấu. Nếu trường hợp con trai là người thụ động thì con gái nên lấy chuối nhét vào trong khuôn, nhét cho nó thì nó đầy khuôn thì thôi. Thì cũng là lúc phải dùng đến biện pháp bảo vệ an toàn như mặc áo mưa. Trời
Trong khi chờ salon chính, chúng ta sẽ tranh thủ vuốt mascara. Là xong rồi. Coi luôn đi. Em nghe người ta nói chưa, bếp là nơi giữ lửa của gia đình đó. Các bạn biết không, gian bếp là nơi giữ lửa hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên cũng có những sự cố xảy ra từ đây. Hãy để Ga Bình Minh phòng tránh những tình huống xảy ra ngoài ý muốn, giúp bảo vệ cho tổ ấm gia đình bạn với những dịch vụ của Ga Bình Minh. Nhận ngay chế độ bảo trì gian bếp miễn phí, thẻ ưu đãi giảm 15% khi mua bếp và các linh kiện, cam kết an toàn với gói bảo hiểm 5 tỷ đồng và nhiều ưu đãi khác. Em phải biết nấu ăn cho anh chứ. Em không thương anh đói, anh khổ, anh đi làm kiếm tiền, ốm nhom, ốm nhách cho em ăn mặc thay ra. Anh nói vậy thôi chứ anh vẫn thương em. Em học nấu ăn cho anh nha. Thôi, anh nói vậy thì mai em đi học nấu ăn cho anh được chưa? Thương, dụ cho anh ôm nè. Trời ơi, mặt cưng của anh.